26. Nếu cậu trở về, tại sao không thực hiện lời hứa ban đầu với Thông Nhi chứ? Nếu nó không thực hiện được, vậy cậu còn trở về đây làm gì? Nó đã đồng ý đi cùng tôi, rời khỏi nơi này. Vậy mà vào ngày cuối cùng, cậu lại hại nó thành ra như thế này. Tôi hỏi cậu, cậu có xứng đáng với tôi không? Có xứng đáng với Thông Nhi, người vẫn luôn yêu thương cậu không? Cháu rất hiểu là một người mẹ. Hẳn trong lòng bác đang rất khó chịu lắm. Bác nói cháu nghe đi, cháu phải làm sao? Cháu sẽ bù đắp cho bác. Tôi chỉ hy vọng, kể từ hôm nay, cậu đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa. Nếu như Thông Nhi đã có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này, tôi tin rằng sau khi tỉnh lại, nó sẽ nhìn thấu con người của cậu, mà không còn bất cứ kỳ vọng nào với cậu nữa. Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu đi đi, đi đi. Ơ kìa, mẹ. Anh không sao chứ? Anh, Thông Nhi sao rồi? Chị ấy tỉnh chưa? Bác gái, bác gái Lục Gia Hậu, giờ anh còn tới đây làm gì? Gia đình chúng tôi không cần anh ở đây giả vờ hối hận. Bác gái, bác nghe cháu nói đi. Cháu thực sự muốn làm gì đó cho Thông Nhi. Bác đồng ý cho cháu, đừng tới thăm cô ấy đi, có được không? Cái gì, anh còn muốn tới nữa hả? Anh tới đây làm gì? Giờ chị tôi đang nằm trong phòng bệnh không tỉnh lại được đó, anh có biết không? Anh mau cút đi cho tôi. Cút đi. Bác gái, cút. Bác gái Tuấn Kiệt, anh đừng như vậy mà. Anh làm như vậy, anh tôi cũng không phải là cố ý đâu. Sao anh có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu anh tôi được chứ? Anh, hay là chúng ta đi về trước đi. Thông Nhi sẽ không sao đâu. Đi thôi, bác gái. Đi thôi, cháu xin lỗi, bác gái. Lục Gia Hạo, Tuấn Kiệt. Anh uống nước đi. Hôm qua Thông Nhi đã đưa anh tới rất nhiều nơi, muốn giúp anh tỉnh thức lại ký ức. Kết quả sau cùng, bọn anh đã lên núi. Nếu như không lên núi thì sẽ không xảy ra chuyện này. Giờ cô ấy cũng không nằm trên giường bệnh. Tất cả đều là do anh hại. Bọn anh không nên đi đâu cả. Anh không nên đồng ý với cô ấy. Được rồi anh, chuyện này cũng không trách anh được. Anh đừng tự trách nữa. Vậy giờ anh đã nhớ ra quá khứ của mình với Thông Nhi chưa? Thật sao? Tốt quá rồi. Ông trời có mắt, ông trời hiển linh. Cuối cùng ước mơ của Thông Nhi cũng thành hiện thực rồi. Ra là hai người ở đây sao? Thanh Sơn. Anh, Thanh Sơn vì anh mà xảy ra xung đột với Tuấn Kiệt, mà rơi xuống hồ nước đó. Giờ anh không sao rồi chứ? Đừng nói chuyện này vội. Gia Hạo, cậu đã có thể xuất viện được chưa? Mau theo tôi về nhà đi. Cô bạn gái ở Singapore của cậu tới đây rồi, đang đợi cậu ở nhà tôi đó. Mẹ, bọn con về rồi đây. Cuối cùng cũng đợi được hai đứa rồi. Mà cậu sao vậy? Không sao, chỉ là bị ngã thôi. Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Đúng rồi, Tiểu Vy đâu? Tiểu Vy của cậu giỏi lắm đó. Làm việc từ sáng tới chiều, không ngừng dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Còn kể cho tôi nghe không ít chuyện của cậu ở Singapore. Còn mời tôi tới Singapore chơi nữa. Cô bé này đúng thật là một cô gái tốt hiếm có. Mới gặp lần đầu mẹ đã bị người ta mua chuộc rồi. Mẹ thực sự rất thích cô bé này. Chị Đào, chị còn chưa nói với em hiện giờ Tiểu Vy đang ở đâu đó. Con bé này đợi cậu lâu lắm rồi đó. Tôi sợ nó chán nên kêu nó ra ngoài đi dạo rồi. Đúng rồi, một người sư huynh của con bé cũng cùng con bé từ Singapore tới đây. Còn nói là Gia Hạo cũng biết nữa. Lẽ nào là đại sư huynh Dương Sâm? Bọn con có thể vào nhà trước được không? Được, đi thôi. Được, 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 được. Chuyện này phòng con làm sao vậy nè? Thay đổi rồi phải không? Tất cả đều do Tiểu Vy sắp xếp dọn dẹp đó. Đến ra giường cũng là con bé mua luôn. Đúng là phải nghiên cứu một chút đi. Tiểu Vy tới rồi, Thông Nhi cũng đang nằm viện. Cậu định làm thế nào đây? Thanh Sơn, cậu nói cái gì?
Thông Nhi vào viện rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ không thấy vết thương trên người Gia Hạo sao? Hôm nay cậu ấy và Thông Nhi đã ngã xuống núi đó. Gia Hạo, vừa nãy sao cậu lại lừa tôi? Có bị thương ở đâu nữa không? Không sao, em chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu. Hiện giờ Thông Nhi sao rồi? Thông Nhi bị thương nghiêm trọng hơn cậu ấy nhiều. Hiện giờ còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện đó. Phải làm sao đây? Lát nữa là Tiểu Vi về rồi. Cậu định mở miệng nói với con bé thế nào đây? Em cũng đang không biết phải nói gì với cô ấy thế nào đây. Hơn nữa em cũng đâu biết hôm nay cô ấy sẽ tới đâu. Tiểu Vi nói là bạn gái của cậu, Thông Nhi cũng lại là bạn gái của cậu. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ? Mẹ, mẹ có thể đừng làm loạn nữa được không? Con nghe thôi cũng muốn to đầu rồi. Được được được, mẹ không quản chuyện của hai đứa nữa. Cậu còn định giấu tới khi nào nữa? Sau cùng lại tổn thương tới hai cô gái. Trốn tránh cũng đâu phải là cách chứ. Tôi có giấu bao giờ đâu. Tôi muốn trốn khi nào chứ? Tôi đã nói với Thông Nhi rồi mà. Được, nếu cậu muốn tôi nói với Tiểu Vi, không sao, giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy. Cứ để tôi nói với cô ấy là được. Gia Hạo, Tiểu Vi, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi. Anh làm sao vậy? Nhẹ thôi. Sao khắp người anh toàn là vết thương thế này? Không sao. Trước đây anh bị ngã ở dốc núi, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi, không sao đâu. Sao lúc nào anh cũng bất cẩn như vậy? Không cẩn thận gì hết. Lục Gia Hạo, sao cậu không mở điện thoại gì hết vậy? Bận tôi xuống máy bay không gọi được cho cậu. Cậu biết Tiểu Vi sắp phát điên rồi không? Anh đừng nói nữa. Tại tôi ngã bị thương thôi. Sau này tôi mới phát hiện điện thoại của tôi bị hỏng. Tôi cũng không biết là hôm nay hai người sẽ tới. Nếu như tôi biết, tất nhiên tôi sẽ tới sân bay đón hai người rồi. Không sao đâu. May mà lúc trước anh đã đưa địa chỉ nhà chị Đào cho em. Nhưng mà bọn em không liên lạc được với anh, vậy nên đã mạo muội tới đây luôn. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là anh em tốt của tôi, Thanh Sơn. Đây là Tiểu Vi. Đây là đại sư huynh Dương Sâm. Chào anh. Vào nhà rồi nói đi. Đi thôi, vào trong đi. Tiền để trong thùng rác, được bọc bằng túi ni lông. Hiện giờ tôi chỉ có thể cho cậu chừng đó thôi. Sau đó tôi sẽ nghĩ cách sau. Còn nữa, hiện giờ cảnh sát đang tìm cậu khắp nơi đó. Cậu bị lộ rồi, cậu mau tìm nơi trốn đi. Đừng liên lạc với tôi, nhớ đó. Đừng liên lạc với tôi nữa, anh yên tâm. Tiểu Đông, đang làm rồi hả? Thanh Sơn, sao anh lại tới đây? Anh không đi chung với anh trai tôi sao? Anh cô đang ở chung với Tiểu Vi rồi, hiện đang ở nhà tôi. Tiểu Vi chính là cô bạn gái ở Singapore của anh tôi hả? Phải, bọn họ vừa mới tới. Bọn họ, ngoài Tiểu Vi còn ai nữa? Đại đại sư huynh của họ cũng đến với Tiểu Vi. Anh cô muốn mời họ đi ăn cơm, bảo tôi qua đón cô. Tiểu Đông, anh nói với anh tôi, trước khi có một câu trả lời cho chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không gặp đi Tiểu Vi đó đâu. Tiểu Đông, đừng gọi nhiều quá đó. Cô còn muốn ăn gì nữa? Không đủ thì gọi thêm đi, đừng có lãng phí. Vậy là được rồi, mẹ muốn ăn gì? Mẹ sao cũng được. Sao Gia Đồng lại không tới? Hôm nay con bé có việc nên không tới được. Để lần sau đi. Em ra ngoài với anh một lát. Làm gì đó? Đi thôi. Nhưng mà làm gì? Đi thôi.
đang làm gì vậy? Đang ngồi trên đó yên lành, anh lôi em ra ngoài làm gì? Kể từ khi anh tới gặp Gia Hậu, anh đã thấy có gì đó không đúng rồi. Ý anh là sao? Em còn nhớ lúc ở Singapore cậu ta nói với chúng ta nhà cậu ta mở khách sạn 5 sao không? Em nhìn quần áo và đồ dùng của cậu ta bây giờ đi. Còn nữa, em xem chỗ cậu ta mời chúng ta đi ăn nữa, đâu giống người có tiền đâu chứ. Gia Hậu là kiểu người khoe trương đó sao? Hơn nữa, anh ấy về đây tất nhiên là còn rất nhiều việc phải làm rồi. Em thấy không khí khu ẩm thực này cũng tốt mà. Vậy anh hỏi em, tại sao cậu ta nhìn chúng ta chẳng vô chút nào, cũng không quan tâm chúng ta ở đâu nữa, tốt xấu gì cũng mời chúng ta ở khách sạn nhà anh ta chứ. Nói tới nói lui, sau cùng vẫn là anh muốn kiếm lợi thôi. Có phải không? Có phải không? Em thấy như bây giờ cũng tốt mà, thoải mái tự do biết bao. Tiểu Vi, trong mắt em thì là Gia Hạo cái gì cũng tốt, cái gì cũng đúng. Nhưng người ngoài như anh nhìn rõ mọi thứ lắm. Anh thấy nhất định là cậu ta đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Không thể nào, đang yên đang lành, anh ấy có chuyện gì giấu chúng ta được chứ? Tóm lại thì anh cảm thấy, anh nói đi, anh nói đi, anh nói đi. Tóm lại anh thấy cậu ta, anh ấy làm sao nào? Cậu ta như biến thành người khác vậy. Anh không muốn em tin tưởng cậu ta một cách ngu ngốc như vậy. Hai người ở bên nhau, quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau. Khó khăn lắm em mới bay tới đây tìm anh ấy. Bất luận anh ấy nghèo khó hay thế nào, chỉ cần anh ấy bình an xuất hiện trước mặt em là em vui rồi. Em biết là anh quan tâm em, nhưng em thấy chắc chắn là anh nghĩ nhiều quá thôi. Đừng suốt ngày nghi ngờ người khác nữa. Được rồi, mau lên đó thôi. Được rồi, đi lên đi nào. Bọn họ còn đang đợi chúng ta đó. Đều là người của mình cả, nhất định phải ăn nhiều vào đó. Tuyệt đối đừng khách sáo nha. Quang Đinh hai người là bạn từ xa tới. Gia Hậu, đây là món anh thích ăn nhất nè. Ăn nhiều vào nha. Không sao, em không cần gấp cho anh đâu. Dù gì số hải sản này cũng gần giống như Singapore mà. Thế nào, có ngon không? Mùi vị rất khá. Nhưng ở Singapore cũng có các món nướng tương tự đó. Qua đây. Làm gì vậy? May mà hôm nay Tiểu Đồng không tới đó. Nếu không, cục diện này sẽ khó xử hơn đó. Anh nói cái gì vậy chứ? Bữa ăn này, cậu ăn có ngon không? Chẳng tập trung gì cả. Nếu không phải Tiểu Phi hiểu chuyện, gửi lời cô khác là có chuyện rồi. Vậy ý của cậu là Tiểu Phi nhìn ra được sao? Cậu tưởng đâu mọi người mù hết sao? Ngay người ra còn chẳng nói chẳng rằng. Tiểu Phi là con gái bẩm sinh nó nhạy cảm, đến ánh mắt của đại sư huynh của ấy nhìn cũng có cái gì đó không đúng. Cậu nói thật với tôi đi, có phải cậu vẫn nhớ Thông Nhi không? Tôi nói gì có tác dụng gì chứ? Rất nhiều chuyện vẫn phải tự cậu tự mình xử lý đi. Nếu cậu xác định Tiểu Vi là bạn gái của cậu, vậy cậu phải nói hết những gì trong lòng với người ta đi. Nếu không sau này cậu sẽ càng khó xử hơn đó. Xử lý không tốt, cậu sẽ thành kẻ bắt cá hai tay, kẻ phụ tình đó. Gặp em mà anh không vui sao? Sao anh có thể không vui được chứ? Chỉ là trước khi tới em chẳng nói với anh gì cả, vậy nên anh mới có chút bối rối thôi. Nói thật lòng, em và sư huynh tới thăm anh, anh thực sự rất vui. Vậy em gái anh thì sao? Tại sao hôm nay cô ấy lại không tới? Là vì sự xuất hiện của em sao? Không liên quan gì đến em hết. Hơn nữa lúc anh về đây, rất nhiều chuyện đều rất bận, căn bản không có thời gian xử lý những chuyện khác. Em đừng suy nghĩ lung tung. Anh nói chuyện đừng giấu giấu giếm giếm nữa. Nếu anh còn coi em là bạn gái anh, thì anh phải nói hết những chuyện của mình cho em biết mới phải. Đừng giấu trong lòng như vậy. Em vui vẻ tới đây tìm anh. Em không muốn anh chuyện gì cũng giấu em đâu. Thực ra ở Singapore, khoảng thời gian ở đó, anh thực sự rất vui vẻ. Nhưng mà mặt khác, anh cũng rất muốn lập tức trở về, có thể giành lại sản nghiệp của gia đình anh. Kết quả sau khi về đây, anh phát hiện không chỉ không thể lấy lại được quyền quản lý khách sạn, đến biệt thự nhà anh cũng bị người ta chiếm mất. Vậy nên anh chỉ có thể đưa địa chỉ nhà chị Đào cho em thôi. Em tưởng anh về đây chuyện gì cũng sẽ thuận lợi, không ngờ là chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Là ai đã chiếm gia sản của anh vậy? Cũng không thể nói là chiếm, chỉ là hiện giờ hai anh em của anh đã bị người ta khống chế rồi thôi.
vậy không thể dùng biện pháp pháp luật nào để giành lại những thứ thuộc về hai người được sao? Đây không phải là chuyện đơn giản đâu. Giờ ba mẹ anh đều không còn nữa. Trước đây anh cũng có một thời gian không trở về. Mọi thứ trong nhà đều không còn nữa rồi. Trước đây không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh trở về không phải làm thuê cho khách sạn nữa. Thực ra anh chỉ là một nhân viên rửa bát rất bình thường trong khách sạn mà thôi. Tại sao anh phải chịu thiệt thòi như vậy chứ? Anh không sao mà. Anh thực sự không sao. Em đừng lo cho anh. Là tại em suy nghĩ không chu đáo. Vừa nãy em còn trách anh nữa chứ. Vậy em có thể giúp gì cho anh được không? Không cần đâu. Thực ra chuyện anh muốn làm nhất hiện giờ đó là có thể thuyết phục em gái anh để nó cùng đi với anh, cùng anh về Singapore. Liệu anh gái em có đồng ý không? Có hơi khó đó. Nhưng mà anh tin rằng anh sẽ thành công thôi. Em đừng lo. Sao chỉ có một mình em thế này? Bọn họ đâu? Sau khi em tan làm về nhà thì chỉ có một mình em rồi. Sau đó Lương Hoán Lương dẫn người về. Ba con họ đã dọn hết đồ đạc đi rồi. Cuối cùng cũng chịu đi rồi. Đúng rồi. Vừa nãy đi ăn sao em lại không tới? Tiểu Phi còn chưa gặp em bao giờ đó. Cô ta là bạn gái anh. Anh đi ăn với cô ta là lẽ đương nhiên. Em đâu có nghĩa vụ phải đi theo đâu. Còn chưa gã vào đây đã cua tay múa chân. Gã vào đây rồi còn thế nào nữa chứ? Ơ nè, em cũng đã gặp Tiểu Phi bao giờ đâu. Sao lại có thành kiến với quả như vậy chứ? Trong lòng em chỉ chấp nhận Thông Nhi thôi. Những cô gái khác đều là kẻ thứ ba. Em chả có chút tình cảm nào cả. Ơ nè, được rồi anh. Anh đừng nhắc tới cô ta nữa được không? Em có một chuyện rất quan trọng nói với anh đây. Anh đi theo em. Lương Hoán Lương thực sự đã dọn hết đồ đi rồi sao? Ban đầu ông ta không nói lời nào đã dọn vào nhà chúng ta. Căn bản không cho em cơ hội lên tiếng. Còn chiếm luôn phòng khách của ba nữa. Thậm chí còn lấy hết cả ảnh của ba mẹ đi. Mấy lần em lén vào đây đều là muốn tìm ra bằng chứng tội ác của ông ta. Vậy em đã tìm được chưa? Lương Hoán Lương có thể ngồi vị trí quyền chủ tịch đều là do một tờ quỹ quyền được ba ký năm đó. Nhưng mà em vẫn luôn nghi ngờ lá thư quỹ quyền đó là do ông ta làm giả. Em muốn tìm ra văn kiện đó. Nhưng mà mấy lần đều suýt nữa bị ba con họ phát hiện. Chỗ đó vốn là có một cái két sắt bảo hiểm, giờ đã bị dọn mang đi rồi. Em nghi ngờ văn kiện đó nằm ở trong đó. Tiểu Đồng, thời gian này thiệt thòi cho em quá rồi. Một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy lại để một mình em hoàn thành. Hơn nữa lúc đó anh cũng không ở bên cạnh em. Anh xin lỗi. Những ngày tháng khó khăn nhất của em đã trải qua được. Ít nhất thời gian này cũng đã khiến em hiểu được dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Giờ em đã không còn sợ bất kỳ ai nữa rồi. Em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Anh, em còn phát hiện Lương Hoán Lương còn một bí mật nữa. Bí mật gì? Năm đó người hại chết vì Giang Lệ chính là Lương Hoán Lương. Thông Nhi, con có nghe tiếng mẹ đang gọi không? Sao con còn chưa tỉnh vậy? Sếp Phùng, cậu tới rồi. Thông Nhi đã tỉnh lại chưa? Vẫn chưa. Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi, vậy nên mới chuyển từ phòng ICU tới đây. Nhưng bây giờ nó vẫn chưa từng mở mắt.
Thông Nhi, em có nghe tiếng của tôi không? Tôi là Lương Phong đây. Em biết đó, dù em đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, tôi cũng đều sẽ cố gắng đáp ứng. Nhưng mà lần này tôi thực sự rất hối hận. Đáng ra tôi không nên để em đi gặp Lục Gia Hạo. Nếu không, em cũng sẽ không nằm ở đây. Sư phụ, chào bác. Cháu tới thăm Thông Nhi. Nó vẫn đang hôn mê, không gặp ai được đâu. Thông Nhi bị thương, trong lòng cháu cũng rất buồn. Dù gì cháu và Thông Nhi cũng là bạn tốt nhiều năm, cháu chỉ muốn thể hiện chút tấm lòng của mình thôi. Không cần đâu, vốn là nó đang khỏe mạnh bình an, cần nói sẽ cùng tôi đi du lịch nữa. Sau khi anh cậu xuất hiện, liền hại nó xảy ra sự cố này. Hôm qua khi anh cô tới đây, tôi cũng đã nói với cậu ta rồi, tôi không muốn gặp lại bất kỳ ai trong nhà họ Lục cô nữa. Cô về đi. Gia Đồng, anh biết tình cảm của em và Thông Nhi rất tốt, vậy nên em rất lo cho tình hình của cô ấy. Nhưng em cũng phải hiểu cho tâm trạng của một người mẹ. Anh dùng thân phận gì để nói giúp cho Phùng Nhã Tú vậy? Anh tưởng anh ngày ngày tới bệnh viện sẽ có thể đánh thức Thông Nhi sao? Rõ ràng em biết anh rất thích Thông Nhi mà. Cô ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, anh có thể không lo được sao? Vậy nên anh mới tới thăm cô ấy cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng giờ cô ấy vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tại sao người làm tổn thương cô ấy lại không xuất hiện để cho em qua chứ? Anh nói vậy là sao? Anh nói ai làm hại chị ấy chứ? Đó chỉ là một sự cố thôi. Anh trai em chỉ cứu chị ấy mà cũng bị thương mà. Hiện giờ rõ ràng anh trai em đang trốn tránh. Em lại ở đây nói giúp cho cậu ta sao? Em chỉ nói sự thật thôi. Cho dù giờ anh trai em không thể ở bên cạnh Thông Nhi, nhưng ít nhất trái tim bọn họ vẫn ở bên nhau. Chứ không như anh, cho dù anh có ngày đêm ở bên cạnh Thông Nhi, cũng chỉ phí công vô ích thôi. Em khuyên anh nên từ bỏ đi thì hơn. Thông Nhi sao rồi, đã tỉnh chưa? Tỉnh hay chưa anh không biết, tự mình đi xem sao? Cô làm sao vậy? Phùng Dạ Tú không cho tôi gặp Thông Nhi, đến Lương Phong cũng tới cằn nhằn tôi, trách cứ tôi nữa. Vậy nên tôi đã cãi nhau với anh ấy. Cô đừng giận, đừng giận. Cô không cần nổi nóng với bọn họ đâu. Thôi được rồi, để tôi đưa cô về trước, sau đó tôi sẽ tìm hiểu tình hình của Thông Nhi sao. Đi thôi, không cần đâu. Thông Nhi cũng đáng thương thật đó, khó khăn lắm mới gặp lại anh trai tôi, giờ lại phải nằm viện như vậy. Phải đó, bọn họ đúng là lắm tai nhiều nạn mà. Đúng rồi, hôm qua anh cô dọn về nhà không nói chuyện gì với cô sao? Giờ tôi thực sự cảm thấy anh ấy rất xa lạ, trong đầu chỉ toàn là Tiểu Vi, Tiểu Vi. Không bắt tôi đi gặp cô ta nữa, nhưng tôi lại chẳng có hứng thú gì với việc gặp Tiểu Vi này cả. Tôi biết, nhưng mà người khó xử nhất bây giờ chính là anh trai cô đó. Cô nghĩ thử đi, hai năm nay không phải cô cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, tưởng cô ấy đã không về được nữa sao? Huống hồ gì cô ấy đã mất trí nhớ, có bạn gái khác ở Singapore, sống một cuộc sống mới, cũng có gì sai đâu. Nhưng mà bây giờ không phải anh ấy đã trở về rồi sao? Huống hồ gì anh ấy và Thông Nhi từng yêu nhau sâu đậm tới vậy, anh cũng thấy mà. Lẽ nào tất cả đều không sánh được với Tiểu Vi đó sao? Tình yêu không phân biệt trước sau đâu. Anh cô cũng không phải là kẻ tuyệt tình, cậu ấy là quá xem trọng tình cảm, vậy nên mới không muốn tổn thương ai trong số hai cô gái này thôi. Tôi hỏi anh, Tiểu Vi đó có phải rất xinh đẹp không? Cô tưởng anh cô nhìn trúng ngoại hình của cô ấy sao? Nói cũng phải, vậy Tiểu Vi đó rốt cuộc thu hút anh tôi ở điểm nào vậy? Tôi thấy mọi phương diện Thông Nhi đều tốt hơn Tiểu Vi, nhưng mà cũng thật kỳ lạ, mẹ tôi lại rất hợp với Tiểu Vi. Vậy tôi thật sự rất muốn gặp cô ta đó. Ngon thật đó. Tất nhiên rồi, anh đã tìm trên mạng rồi đó, đánh giá tốt lắm. Được lắm, rất tinh mắt.
Hôm qua Gia Hạo đã đưa em về nhà sao? Anh ấy còn dẫn em ra công viên ven biển đi dạo nữa đó. Phong cảnh ở đó thực sự rất đẹp. Bọn em còn nói chuyện rất nhiều nữa. Hôm qua lúc ăn cơm, em gái cậu ta không chịu xuất hiện. Anh lại thấy cậu ta chẳng tập trung gì cả. Chắc là cậu ta giải thích cho em nhiều lắm phải không? Không phải em tin hết đó chứ. Đại sư Quynh, quả nhiên anh quan sát rất kỹ. Em like cho anh nè. Gia Hạo hiện đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Hơn nữa đang có rất nhiều chuyện không giải quyết được. Vậy nên anh mới thấy anh ấy kỳ lạ thôi. Có phải cậu ta lại ra vẻ đáng thương không? Anh nói em đừng có tin cậu ta đó. Từ lúc ở Singapore, cậu ta đã làm tên ngơ ngơ, giờ trở nên kỳ lạ vậy. Lời cậu ta em không thể tin được đâu. Thế nào là kỳ lạ chứ? Gia Hạo là loại người đó sao? Hôm qua Gia Hạo đã nói thật với em hết rồi. Em biết là hiện giờ anh ấy đang phải đối diện với rất nhiều chuyện, nhưng mà em có lòng tin rằng anh ấy nhất định sẽ có thể giải quyết được thôi. Quả nhiên không uổng công em tới đây. Anh biết không, đây là lúc anh ấy cần em nhất. Em phải ủng hộ anh ấy vô điều kiện. Em nhất định phải cùng anh ấy vượt qua khó khăn này. Thế nào là vô điều kiện? Nói ra anh cũng không hiểu đâu. Alo, Thanh Sơn. Tôi và Sư Quynh đang đi ăn mì. Cô ấy hẹn tôi sao? Được, không thành vấn đề. Được, vậy lát nữa chúng ta gặp nhau nha. Tạm biệt. Ai muốn gặp em vậy? Thanh Sơn nói em gái Gia Hạo muốn gặp em. Rốt cuộc anh hẹn của ta ở đâu vậy? Ở quán cà phê bên đó. Đi thôi. Chị đang ở đâu vậy? Tôi đã tới rồi. Có người giật điện thoại. Cô muốn chết sao? Tiểu Vi lợi hại quá. Cô ta chính là Tiểu Vi sao? Trả cho cô nè. Cô bé cảm ơn cháu. Không có gì. Cô bé cảm ơn cháu. Giỏi quá. Đưa anh ta tới đồn cảnh sát đi. Thanh Sơn, Tiểu Vi, cô lợi hại quá. Để tôi giới thiệu với cô. Đây chính là Gia Đồng. Chào em. Chị là Tiểu Vi. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Lúc ở Singapore, chị là trợ giảng của sư phụ. Anh trai của em từng theo sư phụ học võ đó. Rồi sau hai người lại yêu nhau. Cũng xem như là duyên phận. Năm đó khi xảy ra sóng thần, sư phụ chị và chồng bà ấy đã cứu anh trai em. Nhưng lúc đó anh trai em đã bị mất trí. Chú Quý thấy anh ấy không thân không thích nên đã đưa anh ấy về Singapore. Nhưng anh ấy ở Singapore cũng có người thân nào đâu. Cũng chẳng nhớ bản thân là ai. Lúc đó anh ấy nói chuyện còn không rõ nữa chứ. Chỉ có thể rửa bát ở trong quán cơm gà thôi. Anh tôi chịu khổ tới vậy sao? Anh ấy chưa từng kể với tôi bao giờ. Em đừng lo. Lúc đó tôi anh ấy bị mất trí nhớ. Nhưng cuộc sống không hề khổ sở đâu. Ban ngày thì bưng bê ở quán cơm gà. Sau này còn học cách làm cơm hải nam nữa. Buổi tối thì cùng một chị luyện võ. Vậy anh ấy chưa từng nhắc đến gia đình của mình sao? Đến mình là ai anh ấy còn không nhớ. Thì sao còn nhớ được người nhà của mình chứ? Nói không chừng là do anh tôi chưa hồi phục trí nhớ. Không phân biệt được đâu là cảm kích, đâu là tình yêu cũng nên. Tôi nói chuyện nghe, thực ra nước tới rồi đây. Nào, uống nước đi. Vừa nãy em nói, em thấy anh trai em ở bên cạnh chị chỉ là cảm kích thôi sao? Chuyện đó thì tôi không biết nữa. Nhưng tôi cảm thấy chị nên suy nghĩ cho kỹ về tình cảm của mình đi. Tại sao vậy? Ý của Tiểu Đồng là Gia Hậu vừa mới trở về, còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Cậu ấy chỉ vừa mới dọn về nhà thôi. Vậy nên không có thời gian để ở bên cô nhiều đâu. Cậu ấy còn phải... Thanh Sơn, anh làm sao vậy?
Con người anh ấy lúc nào cũng nghĩ nhiều như vậy đó. Lần này tôi tới tìm anh ấy cũng không định sẽ trở về sớm đâu. Hơn nữa anh ấy lo việc của mình, tôi cũng đâu làm phiền anh ấy đâu chứ. Gia Đồng, dạo này em có rảnh không? Có thể làm hướng dẫn viên cho chị được không? Anh phục em rồi đó. Hai người mới biết nhau có được mấy ngày đâu đã thân như vậy rồi. Cứ như chị em ruột vậy, có sao? Gần đây Gia Hậu bận, không có thời gian đi cùng chúng ta. Vẫn là Gia Đồng tốt hơn, đi dạo cùng chúng ta cả ngày như vậy. Cảm ơn em nhiều lắm. Được, được, được. Chúng ta đã đi dạo lâu như vậy rồi. Hay là đi ăn gì đó lót dạ trước đi, anh đói quá. Được, vậy chúng ta qua bên đó đi. Bên đó có một nhà hàng rất chính tông đó. Chúng ta tới đó ăn đi. Ở đâu? Ở bên đó kìa, đi thôi. Gia Đồng, ngon quá. Thật sao? Không giới thiệu sai phải không? Em quả là tinh mắt. Ăn nhiều vào nha. Đại sư huynh của chị đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Mà kệ anh ấy đi, con người anh ấy chỉ thích đi lượn quanh thôi. Là anh trai em. Alo Gia Hạo, em đang uống trà chiều với Gia Đồng, anh có muốn tới không? Không được, anh còn phải tới đồn cảnh sát một chuyến. Được, vậy chúng ta liên lạc sau nha. Anh trai em gọi à? Anh ấy nói sao? Anh ấy nói phải tới đồn cảnh sát một chuyến. Chắc là vì chuyện trên núi lần trước. Hai người được lắm, ăn mà không gọi anh gì hết vậy. Anh còn nói nữa, ai kêu anh đi nhanh như vậy chứ? Đó là của em mà. Anh ăn một chút thôi mà. Anh ăn một chút thôi, em đã ăn rồi đó. Mùi gì được đó. Quanh đây có đồ ăn vặt Nam Dương không? Anh ăn bánh kem đi, còn kén chọn nữa. Nhưng mà mấy ngày này anh đã đi dạo một vòng quanh đây cả rồi. Trà xương sườn, cà ri cá, cái gì cũng có hết. Nhưng mà so với Singapore thì mùi vị còn kém lắm. Theo anh thấy, nếu như có thể mở một quán cơm gà Hải Nam ở đây, chỉ cần có thể làm được bằng nửa chú Hồng thôi đã có thể kiếm được bộn rồi. Tôi từng ăn cơm gà Hải Nam rồi, cũng đâu có ngon lắm đâu. Là tại cô chưa từng ăn cơm gà chính tông thôi. Phải đó, anh trai cô làm cũng ngon lắm đó. Vậy sao? Sắp gần bằng chú Hồng rồi đó. Ừ nhỉ, nếu Gia Hạo vẫn chưa tìm ra việc để làm gì thì bằng mở quán cơm ở đây đi, đúng không? Chính là ông ta, chính là Thẩm Đảo Tam. Chúng tôi thông qua phát quà của cậu cung cấp đã tìm được một vài tội phạm từng có tiền án. Thẩm Lão Tam này 20 năm trước từng lái xe đâm chết một người qua đường. Lúc đó đã bị kiện ra tòa, bị phán ngồi tù 12 năm vì tội lái xe nguy hiểm dẫn đến tử vong. Ông ta còn từng có tiền án tiền sử giật và buôn bán ma túy nữa. Có thể nói là cặn bã của xã hội. 5 năm trước ông ta đã ra tù. 20 năm trước, chỗ các anh có còn ghi chép nào về người bị ông ta đâm năm đó không? Các anh có biết người đó là ai không? Người chết lúc đó là một phụ nữ tên là Tống Văn Lệ. Tống Văn Lệ không phải chính là vợ của Lương Hoán Lương hay sao? Chuyện này cậu biết bọn họ sao? Người hại chết vì Văn Lệ chính là Lương Hoán Lương. Cậu Lục, cậu Lục, cậu đã nhớ ra gì rồi sao? Không có. Không có. Thế nào rồi? Có manh mối gì chưa? Bọn họ đã nắm được manh mối rồi. Tôi nghĩ nhanh nhất sẽ tìm được ông ta thôi. Vậy hôm nay cậu có về khách sạn nữa không? Tôi đã xin nghỉ nửa ngày rồi. Chuyện đó sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có gì. Cậu nên cảm ơn Tiểu Đồng đi đó. Ngày nào cậu cũng đi làm, ngày nào con bé cũng thay cậu dẫn Tiểu Phi về đường xăm đi dạo phố. Vừa nãy còn nhắc tới cậu nữa. Đúng vậy, Tiểu Đồng có thể chấp nhận bọn họ cũng là chuyện chẳng dễ dàng gì. Trước đây con bé không chịu đâu. Nhưng mà bây giờ cũng may, hai người họ bên nhau cũng không tệ, cậu có thể yên tâm rồi. Cậu nói thật với tôi đi, gần đây cậu có tới bệnh viện thăm Thông Nhi không? Lần trước tới đó bị mắng té tát còn tới kiểu gì được chứ?
Để một thời gian nữa rồi tới đi. Tình hình cô ấy thế nào rồi? Tôi biết ngay là cậu không bỏ Tông Nhi được mà. Tôi đã tới bệnh viện thăm cô ấy thay cậu rồi. Cô ấy đã được chuyển từ phòng ICU sang phòng bình thường rồi, nhưng mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vậy có phải là tôi nên... Tôi nên làm sao? Cậu đừng có tới bệnh viện nữa đó. Mẹ cô ấy vẫn luôn canh chừng ở đó. Lần trước Tiểu Đồng tới thăm Thông Nhi, mẹ cô ấy còn không cho vào nữa, chứ đừng nói là cậu. Hơn nữa, tình hình bây giờ cậu có tới cũng không làm gì được đâu. Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có bắt cá hai tay. Cậu hãy lo ở chỗ Tiểu Vi trước đi. Để tôi gọi điện cho Tiểu Đồng xem hiện giờ bọn họ đang ở đâu. Anh Gia Hậu, hôm nay hai người đi chơi thế nào? Hôm nay bọn em đi tới nhiều nơi lắm, còn ăn rất nhiều món nữa. Hai người thì sao? Chuyện của anh xử lý tới đâu rồi? Không có gì, dù gì buổi chiều bọn anh cũng rảnh mà. Bọn em muốn đi đâu, bọn anh sẽ đi chung với em. Anh, vừa nãy em đã gọi điện cho Tiểu Đệ, giờ ông đi rồi. Bọn họ nói sau khi tan làm sẽ đến tiệm hải sản, đến lúc đó chúng ta tụ tập đi. Hình như trước đây bọn anh có chút hiểu lầm thì phải. Cô tìm bọn họ làm gì? Tôi không đi đâu. Muốn đi thì mọi người đi đi. Mọi người làm gì cứ dòng do dặn dẹo vậy? Không phải Gia Đồng đã nói đều là bạn cũ sao? Gia Đồng, anh ấy làm sao vậy? Không có gì, trước khi anh trai em về đây, Thanh Sơn với bọn họ có chút hiểu lầm thôi. Đừng nhắc nữa. Nhưng mà anh không biết phải không? Sau khi anh tôi về, tôi đã lén đi tìm bọn họ rồi. Tôi đã giải thích tất cả mọi chuyện cho bọn họ nghe. Hơn nữa bọn họ còn nói là muốn xin lỗi anh nữa đó. Thật sao? Tôi có thể lừa anh được chắc. Thanh Sơn với bọn họ là hiểu lầm. Nhưng thái độ của anh, em biết, lần trước không chỉ có mình anh xuất hiện, khiến mọi người đều rất khó xử. Vậy nên lần này anh càng nên đi, có biết chưa? Gia Hậu, hôm đó cậu còn giả vờ không giận cho bọn tôi. Hôm nay không phải là định uống vài ly rồi đáng chuồn đó chứ? Sao lại như vậy được? Lần này tôi đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi. Vậy tôi là ai nào? Anh là đại thần Diệp Khắc Ba Quả Chu Thiên. Lần này cậu đã không hỏi tôi là ai nữa chứ? Lý Tiểu Đệ. Lần trước anh nói với tôi anh là Lý Tiểu Đệ. Tôi còn nói với anh tôi chỉ có một đứa em gái thôi, làm gì có em trai nữa. Có phải chữ Lý ghép với từ Mộc và Tử không? Thanh Sơn, thiệt thòi cho cậu rồi, là chúng tôi đã trách nhầm cậu. Chuyện này chúng ta phải cảm ơn Gia Đồng đó. Nếu cô ấy không cho chúng ta biết nguyên nhân sự thật, chúng ta đã mất đi một người bạn tốt rồi. Ai nấy tự phạt ba ly đi. Phải đó, đáng phạt. Nào, tưởng trước nhé. Tôi thì thôi đi. Đủ rồi đó Thanh Sơn, bọn em còn chuyện quan trọng phải bàn với anh nữa đó. Bàn chuyện gì vậy? Gia Hậu, tuy chúng tôi là nhân vật nhỏ, nhưng chúng tôi đều là những người có tình có nghĩa. Tiểu Đệ, nói cậu ấy biết chúng ta muốn làm gì đi. Chúng tôi rất rõ tình hình của cậu hiện giờ. Tên khốn Lương Hoán Lương đó đã chiếm khách sạn nhà cậu. Tất nhiên chúng tôi phải ra mặt giúp cậu rồi. Ý của các anh ấy đó là triệu tập tất cả nhân viên cũ và trần bộ mặt thật của Lương Hoán Lương. Tôi bỏ đi. Mọi người không đối phó với Lương Hoán Lương được đâu. Cậu đừng có coi thường bọn tôi. Sức mạnh của một người là có hạn, nhưng đến lúc đó chúng tôi sẽ mời tất cả nhân viên cũ về tới gặp ban giám đốc và trần bộ mặt thật của Lương Hoán Lương. Đến lúc đó ông ta sẽ phải từ chức. Duyệt Hoa sẽ trở về tay của cậu rồi. Cậu đừng quên còn có Thông Nhi nữa đó. Hôm đó một mình cậu ấy ở đây cứ như người mất hồn bỏ đi vậy. Cậu không biết Thông Nhi buồn tới mức nào đâu. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Mọi người xem, đồ ăn nguội hết cả rồi. Ăn thôi. Nào nào nào, nào nào, đưa đồ cho tôi đi. Mọi người ăn đi, tôi đi vệ sinh một lát. Để em đi xem chị ấy. Tiểu Vi, chị cũng thấy rồi đó, khó khăn lắm anh trai em mới được gặp bạn bè cũ. Vừa gặp liền có nhiều chuyện muốn nói, chúng ta cũng không chen vào được. Chắc chị không để bụng đâu ha? Không đâu. Anh trai em và những người bạn này cùng ăn cơm nói chuyện, chị ở bên cạnh nghe cũng thấy vui mà.
ở Singapore, chị cũng có một nhóm sư huynh đệ, không chuyện gì không nói với nhau như vậy đó. Giờ cuối cùng chị cũng đã hiểu, Gia Hào cũng từng là một nhân vật lớn rồi. Quả nhiên anh ấy không lừa chị, anh ấy thực sự là người kế thừa khách sạn Việt Hoa. Lúc anh trai em ở Singapore, em không biết anh ấy như thế nào, nhưng trước đây anh ấy không phải giống như bây giờ đâu. Anh ấy là một người hăng hái, nhiệt tình, tràn đầy tự tin, vô cùng hiếu thắng. Ba em nói anh ấy về thừa kế gia nghiệp, anh ấy cũng không chịu nữa, cương quyết muốn tay trắng tự mình khởi nghiệp mở công ty. Tiếc là giờ sa sút tới mức đi làm nhân viên rửa bát. Em thực sự thấy tiếc cho anh ấy. Chị có lòng tin ở Gia Hào. Hơn nữa sư phụ chị cũng nói rồi, anh ấy không phải là người bình thường đâu. Đời người lên dao xuống chó là chuyện bình thường thôi, không sao đâu. Hy vọng anh trai em sau khi gặp lại những người bạn này xong sẽ có thể tự tin lại, làm lại từ đầu. Đúng rồi, Thông Nhi và bọn họ vừa nói tới là ai vậy? Trong